Thứ nhất, đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức. Thứ hai, phụ nữ hãy đẹp mỗi ngày, đừng chỉ đẹp khi cần. Thứ ba, đẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ. Xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa. Thứ tư, không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết rằng mình đẹp. Thứ năm, phụ nữ thông minh không vướng tình tay ba. Thứ sáu, phụ nữ hiện đại là không điên dại vì yêu, không ghen với quá khứ vì nó không có tương lai. Phụ nữ hiện đại sống theo phong cách tự lập, không dựa dẫm vào đàn ông. Thứ bảy, không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp. Thứ tám, phụ nữ thông minh không tiếc nuối quá khứ. Thứ chín, tự nhiên mang lại cho bạn một gương mặt trẻ đẹp ở tuổi 20 và đem lại cho bạn cả sự tự tin trên khuôn mặt khi ở tuổi 50. Thứ 10, tất cả mọi sự bí ẩn của thế giới này đều không thể sánh nổi với sự bí ẩn của người phụ nữ. 11, phụ nữ thông minh không sống dựa dẫm vào đàn ông. 12, phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống như đàn ông và sống như một nữ thần. 13. Phụ nữ thông minh biết tự cách xoay sở. 14. Người phụ nữ có thể tự tạo công việc cho chính mình là người phụ nữ sẽ có được danh vọng và vận mệnh rộng mở. 15. Bạn không cần là bất cứ ai, hãy là chính mình. Đầu tiên hãy xinh đẹp và hạnh phúc, rồi đến thời điểm thích hợp sẽ có người vì nụ cười của bạn mà đánh đổi tất thảy giang sơn. 16. Mọi vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu với người phụ nữ. Người phụ nữ đẹp sẽ biết ngôn ngữ nói lên sự thật, dùng giọng nói miêu tả sự chân thành, dùng đôi tai lắng nghe lòng trắc ẩn, dùng trái tim của mình để dành cho tình yêu thật sự. 17. Vẻ đẹp của một người phụ nữ không phải là ở những bộ đồ mà cô ấy mặc, số tiền mà cô ấy có, hay cách cô ấy chải tóc. Vẻ đẹp của người phụ nữ chỉ được nhìn thấy trong mắt cô ấy, bởi đó là cánh cửa trái tim cô, nơi mà tình yêu ngự trị. Vẻ đẹp thực sự luôn được phản ánh trong tâm hồn mỗi người phụ nữ. 18. Rất nhiều người sẽ nói quyến rũ chỉ về đường cong trên cơ thể, nhưng đối với tôi, quyến rũ là một người phụ nữ tràn đầy tự tin. 19. Tôi rất cứng rắn, tôi rất tham vọng, tôi biết chính xác mình muốn gì. Nếu điều đó làm tôi trông có vẻ khó ưa trong mắt người khác, tôi sẵn sàng. 20. Có tiền mới độc lập, tự lo cho chính mình mới là chăm lo được cho những người thân yêu của mình. Đàn ông cũng chỉ cần là người đồng hành cùng bạn trong cuộc sống này thôi. 21. Phụ nữ ngốc là chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của đàn ông, phụ nữ thông minh là luôn nhìn vào ưu điểm của đàn ông. 22. Đàn bà như em khổ nhiều rồi, đau nhiều rồi, chịu đủ điều thiệt thòi, nhưng đến cuối cùng thì ai biết, ai sẽ là người hiểu cho em, ai sẽ cố gắng tất cả để ở bên em đây. 23. Tất cả vẻ đẹp của cuộc sống được tạo nên là nhờ vào sức mạnh của tình yêu đối với người phụ nữ. 24. Cuộc sống độc thân luôn tự do nhất, bạn có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không sợ mất lòng người khác. 25. Sắc đẹp tự nó đủ sức thuyết phục đôi mắt của người đàn ông mà chẳng cần nhà hùng biện. 26. Mọi người phụ nữ đều đẹp,
và đôi khi chỉ có cánh mày râu mới nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn này. 27. Sự xúc phạm phụ nữ sẽ bị trừng phạt gấp đôi. 28. Có vợ thì dù hiền hay dữ, bạn đều có lợi. Nếu vợ hiền, bạn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Còn nếu vợ dữ, bạn sẽ trở thành triết gia. 29. Phụ nữ nên nhận thức rằng tất cả mọi chuyện phải dựa vào bản thân. Đừng nghĩ rằng dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền tự mình làm ra, yêu lấy chính mình, hạnh phúc phải tự mình cảm nhận. 30. Phụ nữ biết kiếm tiền là phụ nữ giỏi. Phụ nữ kiếm nhiều tiền bằng việc chân chính là phụ nữ thông minh. Nhưng phụ nữ vừa biết kiếm nhiều tiền, vừa biết làm bản thân trở nên xinh đẹp mới là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. 31. Bởi vì bạn là phụ nữ, mọi người sẽ áp đặt suy nghĩ của họ lên bạn và đặt ra cho bạn những ranh giới nhất định. Họ sẽ nói về cách ăn mặc, cách cư xử, người bạn có thể gặp gỡ và nơi bạn có thể đến. Tuy nhiên, đừng sống trong bóng tối dưới sự phán xét của mọi người. Hãy đưa ra những lựa chọn riêng dựa trên sự thông minh của bạn. 32. Phụ nữ đẹp làm vui mắt, phụ nữ đức hạnh làm vui lòng người. Người đẹp là vật báu, người đức hạnh là kho báu. 33. Phụ nữ luôn luôn phải nhớ về sự tồn tại của mình. Không nên ỷ lại vào người đàn ông sẽ mang đến bi kịch trong cuộc sống. 34. Nếu phụ nữ có thể làm được những điều tưởng như không thể, khi thành công, nó thật sự là một thử thách đối với phái mạnh. Khi thất bại, nó vẫn là một điều đáng tự hào. 35. Có tiền mới độc lập, tự lo cho chính mình và cũng mới chăm lo cho những người thân yêu mình. Đàn ông cũng chỉ cần là người đồng hành cùng bạn trong cuộc sống này mà thôi. 36. Độ bền của sự đam mê sẽ tỷ lệ thuận với sự kháng cự ban đầu của người phụ nữ. 37. Nơi người phụ nữ, cái mê hoặc lòng người không phải là vẻ đẹp mà là sự cao quý. 38. Cánh hoa đẹp nhất cũng không địch nổi với dòng chảy của thời gian. Nhưng nếu được một người đàn ông yêu thương, trân trọng thì dù có như đó hoa tàn úa hay ngọn nến trước gió thì trong mắt người ấy, bạn vẫn là người phụ nữ khiến anh ta rung động nhất. Hà tất phải sợ hãi năm tháng vô tình. 39. Phụ nữ làm cho cách xử thế trở nên sáng đẹp và làm cho phép lịch sự thấm đượm tình cảm. Họ là người thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi hy vọng. 40. Sai lầm lớn nhất của đàn bà chính là sau khi chia tay với người đàn ông mà mình yêu thương, vì một chút yếu lòng nào đó lại nông nổi quay trở lại, để rồi sau đó tiếp tục chia tay với cùng một lý do đã cũ, khiến cho trái tim đàn bà càng cảm thấy nhàu nhĩ và đau đớn nhiều hơn. 41. Người ta đem đến cho các thiếu nữ một nền giáo dục giúp họ dễ dàng quyến rũ 10 người tình hơn là trói buộc một người chồng. Người ta dạy cho các cô biết đặt bẫy những con chim nhưng không biết đan lồng để nhốt chúng. 42. Phụ nữ luôn mong yêu và được yêu. Trong tình yêu, họ cũng sợ bị thương. Cảm giác e ngại người đàn ông âu yếm không biết có yêu mình lâu dài hay không. 43. Hãy làm những việc bạn yêu thích. Thành công sẽ theo đuổi bạn. Đam mê là nhiên liệu cho một sự nghiệp vững chắc. 44. Nếu bạn chỉ luôn làm những gì bạn đã làm, bạn cũng sẽ chỉ luôn nhận những thứ bạn đã có. Phụ nữ như những đóa hoa mơn mởn trước gió, gió thổi bên nào thì nghiêng bên ấy. Nhưng những người phụ nữ mạnh mẽ thời nay thì hiên ngang đứng thẳng dù cho giông bão khắp nơi. Hãy là người phụ nữ mạnh mẽ trong tâm, dịu dàng bên ngoài, thông minh và xinh đẹp, không dựa dẫm vào ai. Cảm ơn và yêu tất cả.